đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình ngất ngây với nguồn yêu mến dâng đến lòng mẹ cha. Bông hoa là lòng biết ơn ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đầy an bình, mong ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con với tháng năm mãi sắt son bên tâm cho đến cùng. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình ngất ngây với nguồn yêu mến dâng đến lòng mẹ cha. Bông hoa là lòng biết ơn ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đầy an bình, mong ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ được vui chung với người. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa đưa dẫn anh chị con ở khắp nơi giữa cõi đời cùng nhau lên nước trời. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa thêm sức cho đàn em mỗi lớn lên mỗi biết thêm tình yêu nơi Chúa hiền. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Tạ ơn cha, tạ ơn cha, muôn đời tạ ơn cha. Mở đầu ra đấy. Thôi. Thank you.
thành cuộc đời ta hòa hạnh phúc muôn bình an tràn chứa đời ta. Chúng con về nơi đây dâng cả tiếng ca, chúng con về nơi đây nghe ta hát tiếng chuông qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh nhân vô bờ đưa cùng nhau bên Chúa và lòng con ước mơ. Với niềm hoa do dâng niềm tin, với anh thơ đọc lời nguyện xin, chúng con dâng muôn cả đi tìm từng lời kinh hay từng cuộc sống cùng hòa chung trong tình thiên nhân. Dâng lên Thiên Chúa tình yêu, chúng con về nơi đây dâng cả tiếng ca, chúng con về nơi đây để ta hát Thiên Chúa qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh thân vô bờ được cùng nhau bên Chúa và lòng con ước mơ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính mời cộng đoàn an tọa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa hội đồng mục vụ giáo xứ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Trong tiết xuân ấm áp tình Chúa, ấm áp tình người, tôi hân hoan trở lại thăm giáo xứ Hoàng Nguyên của chúng ta. Cách đây đúng tròn một tháng, ngày 26 tháng 12, tôi đã về dâng lễ để khởi công công trình xây dựng Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Và hôm nay, một tháng sau, tôi lại về đây dâng lễ để cầu bình an năm mới cho quý ông bà và anh chị em. Những ngày đầu xuân này, ai trong chúng ta cũng vui mừng phấn khởi và cầu chúc cho nhau những điều tốt lành. Tôi xin kính chúc quý cha, quý sơ, quý thầy, kính chúc hội đồng mục vụ giáo xứ, kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em một năm mới Quý Mão bình an, mạnh khỏe, thánh thiện, thành đạt và hạnh phúc. Hôm nay như vừa nói, trước hết là chúng ta dâng lễ cầu xin Chúa ban sự bình an cho cộng đoàn giáo xứ và cho tất cả mọi người đang hiện diện. Đồng thời hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, có 19 cặp đôi gia đình dâng lễ để tạ ơn về đời sống hôn nhân, kỷ niệm ngày thành hôn, những năm chẵn. Đây là gợi ý của tôi đối với cha xứ, bởi vì ban đầu có ông Bảo Quyết chủ tịch xin dâng lễ kỷ niệm ngày Ngân Khánh. Tôi gợi ý với cha xứ qua cha thư ký là tại sao lại không mời đông đảo công các bà cùng kỷ niệm những năm chẵn thành hôn, như là 25 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, để nhân dịp này chúng ta tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các gia đình nói chung trong giáo xứ và cầu nguyện cho các cặp đôi kỷ niệm tạ ơn Chúa để các gia đình được bình an và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta có 19 gia đình. Tôi xin đọc tên từng gia đình, và khi đọc đến tên ông bà nào, xin vui lòng đứng lên để cho cộng đoàn chiêm ngưỡng. Trước hết là ông bà Giuse Lại Văn Hải và bà Maria Nguyễn Thị Hà, 50 năm thành hôn. Thứ hai là ông bà cố của một sơ dòng Bến Thánh Giá, là ông bà Phêrô Tạ Văn Thân và Maria Hoàng Thị Yên, 50 năm thành hôn. Ông bà Giuse Phạm Hữu Quang và Maria Trần Thị Tiến, 50 năm thành hôn. Ông bà Phêrô Đỗ Văn Tính và Maria Đinh Thị Trè, 50 năm thành hôn. Ông bà Giuse Tạ Quang Truyền, Maria Tạ Thị Đức, 50 năm thành hôn.
ông Gioan Đào Văn Dông và bà Maria Tạ Thị Dậu 50 năm thành hôn. Ông Giuse Đào Văn Bính và Maria Hoàng Thị An 50 năm thành hôn. Ông Giuse Đào Văn Mừng và Maria Tạ Thị Hảo 40 năm thành hôn. Ông Gioan Tạ Văn Vượng và bà Maria Nguyễn Thị Tuyết 40 năm thành hôn. Ông Francisco Nguyễn Văn Thiệu, Maria Lại Thị Trức 35 năm thành hôn. Ông Paulo Đào Văn Tâm và Maria Trương Thị Hạnh 35 năm thành hôn. Ông Francisco Nguyễn Văn Quyên và bà Maria Phạm Thị Ngọc Quyến 30 năm thành hôn. Ông Giuse Nguyễn Văn Khỏe và bà Maria Lại Thị Hương 30 năm thành hôn. Ông Giuse Đào Văn Biên và Maria Nguyễn Thị Tâm 30 năm thành hôn. Ông bà Paulo Đào Văn Quyết và Maria Nguyễn Thị Nguyệt 30 năm thành hôn. Ông bà Ambrosio Đào Văn Tuấn và Maria Đào Thị Nhài 30 năm thành hôn. Ông Chủ tịch Phêrô Lại Văn Quyết và Anna Đào Thị Nguyên 25 năm thành hôn. Chủ tịch còn mắc nợ mái nhà thờ, mái chủng viện. Hôm nay phải nhắc lại. Ông bà Giuse Nguyễn Văn Đại và Maria Đào Thị Nguyệt 20 năm thành hôn. Ông Giuse Đại Văn Oanh và bà Maria Nguyễn Thị Hương 20 năm thành hôn. Tôi nhớ lại một lần đi sang Mỹ để tạ ơn nhân dịp 40 năm thành hôn cho một gia đình. Trong bài cảm ơn thì người chồng đứng lên nói là chúng con cảm ơn Đức Cha vì Đức Cha đã từ Việt Nam nửa vòng trái đất sang bên này tạ ơn Chúa cho con đã được chịu 40 năm chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Nói như thế để nói về đời sống hôn nhân gia đình, công có bà hiểu hơn chúng tôi nhiều. Công có bà hiểu hơn chúng tôi nhiều. Đó là một đời sống chung luôn luôn cần sự kiên nhẫn và bao dung. Chỉ có tình yêu mới vượt thắng lên được những khó khăn, mâu thuẫn, những cám dỗ. Hôm nay 19 gia đình tạ ơn Chúa, đây là một hình ảnh tuyệt vời. Bởi vì trong xã hội ngày nay, người ta lập luận rằng không có hạnh phúc gia đình trọn vẹn đâu. Chuyện ở với nhau cho đến già, một vợ một chồng là chuyện không thể thực hiện được. Cho nên các ông các bà dâng lễ tạ ơn, đương nhiên trong xứ còn nhiều trường hợp nữa nhưng mà không ghi danh cùng hôm nay thôi. Chúng ta dâng lễ tạ ơn là một lời khẳng định cho thế giới hôm nay biết rằng với ơn Chúa chúng ta vẫn có thể chung thủy với nhau trọn đời. Tôi xin đề nghị một cộng đoàn có một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Chúng ta dâng thánh lễ này trước hết cầu xin năm mới bình an cho giáo xứ, tạ ơn Chúa với 19 gia đình và cầu xin cho các gia đình của giáo xứ, của tổng giáo phận chúng ta được sống đạo đức thánh thiện noi gương thánh gia ở Nazareth. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng. Trước hết chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm để xin Chúa thanh tẩy và tha thứ những yếu đuối của chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót cho con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an rơi lên cho người thiện tâm. Chúng con và lời Chúa. Chúng con chúc mừng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, ngay từ thuở ban đầu Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ kết duyên thành bạn trăm năm. Xin rộng ban phúc lành và củng cố đời sống hôn nhân của các ông bà hôm nay dâng lễ tạ ơn, để càng ngày họ càng trở nên hình ảnh trung thực của sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách huấn ca: Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm y quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già, bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lũ lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người, vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Đó là lời Chúa. Cho những ai tôn sợ Thiên Chúa.
những ai sống theo lời Người. Ôi, cho những ai luôn sống theo Chúa. Ôi, cho những ai sống theo lời Người. Hiện thế trong gia cư bạn như một tuần nho tốt tươi, làng đêm bao nhiêu hoan lạc với muôn trái thơm dịu ngọt. Này đây vây chung quanh bạn đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như ô liu xanh dần trồi lon đang nớn, Chúa thương chờ che. Người thương luôn ban cho bạn an bình hân hoan sướng vui, vì đây bao nhiêu phúc nó chưa tràn suốt trong một đời. Bạn ơi, công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm nụ, mừng cho Sion hương tình và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Suốt đời Ngài ban cho con gia đình có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lãnh nhận dựng xây mái ấm lâu bền, tình yêu mãi thắm tươi màu cùng ca khen Chúa phúc cho đời con. Đời sống gia đình theo tinh thần của Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài hát thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh ứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng như thể mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức
kẻo chúng ngã lòng. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm, cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ trọng vượt qua. Và khi người lên 12 tuổi, cha mẹ người lên Jerusalem theo tục lễ mừng ngày. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành, nên hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ. Người nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà ngạc nhiên và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng: Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Người theo hai ông bà trở về Nazaret và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn tiếp tục đứng. Kính thưa cộng đoàn, trong ngôn ngữ và truyền thống của người Việt, khi đi lập gia đình, người ta nói là trồng cây chung. Lập gia đình là trồng cây chung. Ở đây có chữ chung, tức là cùng nhau, trồng cây. Điều này cũng đúng với tinh thần của tin mừng. Chúa Giêsu khẳng định người nam và người nữ không còn phải là hai, nhưng là một xương một thịt.
Điều này cũng đúng với tinh thần của Kinh Thánh như trong bài Đáp Ca chúng ta vừa nghe. Tác giả Thánh Vịnh so sánh đời sống gia đình như trồng một cây chung. Người vợ giống như cây nho sinh hoa trái rồi rào, con cái giống như những chồi non của khóm ô liu. Như thế khi đi lấy vợ lấy chồng là chúng ta cùng chung nhau để cùng trồng một cây cho cuộc đời này. Vậy chúng ta đặt ra câu hỏi cây ấy là cây gì? Trước hết đó là cây con cái. Chúng ta thường nói con cái là hoa trái của tình yêu. Con cái là hoa trái của tình yêu. Khi trồng một cây, chúng ta mong có ngày cây ấy ra quả. Hay là trồng cây hoa, chúng ta mong có ngày cây ấy ra hoa để chúng ta thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm của nó. Vậy đi kết hôn, đi lập gia đình, trước hết chúng ta trồng cây về con cái tương lai. Con cái là niềm vui của cha mẹ. Con cái là hoa trái của tình yêu. Con cái là niềm vinh dự tự hào của cha mẹ. Những người con làm nở mặt cha mẹ nếu mà thành đạt trong cuộc sống để trở nên người hữu ích. Vì thế mà cái cây đầu tiên những người đi kết hôn, lập gia đình phải nghĩ đến đó là cây con cái. Cây thứ hai mà người vợ, người chồng khi đi kết hôn thì nói đến phải trồng đó là cây sự nghiệp. Nếu có tâm đầu ý hợp thì mới có thể phát triển kinh tế được. Sự nghiệp ở đây là kinh tế, đời sống kinh tế. Trong xã hội ngày hôm nay thì cái khía cạnh sự nghiệp, đời sống kinh tế càng ngày càng được nhấn mạnh. Người vợ, người chồng đồng tâm hợp lực với nhau để đưa ra kế hoạch một năm mình sẽ sắm sửa cái gì, mình sẽ xây nhà, mình sẽ lấy vợ cho con cái, vân vân. Thì cái sự nghiệp ấy nó bảo đảm hạnh phúc gia đình và sự bền vững của gia đình. Người chồng hoặc người vợ lơ là, mải chơi, cờ bạc, không nghĩ đến sự nghiệp gia đình, đời sống kinh tế thì không thể nói đến sự vững chắc của gia đình ấy được, như chúng ta thấy xung quanh chúng ta. Vì thế mà cây sự nghiệp vô cùng quan trọng để bảo đảm sự bền vững của gia đình. Chúng ta phải tính toán, phải lên kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để lo lắng về đời sống kinh tế, vật chất, cũng như lo lắng về xây dựng mối tương quan đối với những người xung quanh. Một cây thứ ba nữa mà chúng ta sống đời sống gia đình trồng cây chung đó là cây phúc đức. Tác giả Thánh Vịnh đã diễn tả người vợ giống như cây nho sinh hoa trái và dàn nho ấy leo xung quanh bàn ăn của bạn. Và những người con cái giống như những chồi non của khóm ô liu. Đó là một hình ảnh sống động, bởi vì cây nho và cây ô liu rất thường thấy ở đất nước Do Thái. Cây nho và cây ô liu cũng là làm nên đồ ăn và đồ uống trong bữa ăn hàng ngày của người Do Thái và người châu Âu. Vì thế mà cây phúc đức mà mỗi người chúng ta phải trồng đó là gì? Là đó là những người cha, người mẹ cố gắng sống tốt lành để phúc đức cho con mình. Cố gắng làm những điều thiện để phúc đức cho tương lai. Cố gắng để xây dựng đời sống gia đình, dạy con cái biết hiếu thảo với cha mẹ, biết hiếu thảo với bậc trên, biết hòa thuận với mọi người. Và con cái phải được hướng dẫn phát triển về trí dục, về đức dục, về thể dục và con người toàn diện. Như thế chúng ta thấy người đi lập gia đình là người trồng cây chung. Tôi xin được nhắc lại, cây thứ nhất là cây con cái, cây thứ hai là cây sự nghiệp và cây thứ ba là cây phúc đức.
Cả ba cây này cần phải có sự hợp lực của hai người. Một người không thể làm được, một người không thể làm gì được, phải có hai người đồng tâm ý, hợp ý tâm đầu, đồng thời cũng phải nâng đỡ nhau trong đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn, gian nan và trắc trở. Kính thưa cộng đoàn, trong xã hội Việt Nam cách đây chừng độ 10 năm hoặc là hơn, thì đi đâu chúng ta cũng thấy người ta đề những cái băng rôn khắp nơi, đó là sinh đẻ có kế hoạch. Kế hoạch của nhà nước là gì? Là gì? Là không được sinh con thứ ba. Đối với nhiều cán bộ, một số ngành không được sinh con thứ hai. Một kế hoạch khắt khe, mang tính áp đặt, đã để lại nhiều hệ lụy tiêu cực. Có nhiều người chấp nhận chịu phạt 1-2 tạ lúa để có thêm một đứa con nữa, bởi vì họ nghĩ là có con cái là niềm hạnh phúc cho hiện tại cũng như cho tương lai. Thế rồi một vài năm gần đây thì nhà nước Việt Nam lại không đưa ra cái khẩu hiệu sinh đẻ có kế hoạch nữa, mà người ta nhấn mạnh đến sinh đẻ có trách nhiệm. Sinh đẻ có trách nhiệm. Điều này hợp với giáo lý của giáo hội Công giáo. Bởi vì giáo hội, luật giáo hội không hạn chế sinh hai hay sinh ba, sinh bốn con. Nhưng mà giáo hội kêu mời những cặp vợ chồng hãy sinh con có trách nhiệm. Mặc dù chỉ có một đứa thôi, nhưng mà nếu không có trách nhiệm thì sẽ để lại nhiều hậu quả tai hại cho gia đình và cho xã hội. Vì thế giáo hội nhấn mạnh tới khía cạnh sinh con có trách nhiệm. Dù là sinh một đứa con cũng phải có trách nhiệm, và không giới hạn số con cái, bởi vì con cái là hoa trái của tình yêu, không phải là một đồ vật, một món hàng hay giống như con vật mà hạn chế số lượng. Chúng ta biết chính sách của Trung Quốc trong mấy thập niên liên tục, luật một người con, chỉ có một con thôi. Mà người Trung Quốc cũng giống như Việt Nam, ngày xưa các cụ nói là nhất nam thì viết hữu, mà thập nữ thì viết vô. Tức là một đứa con trai thì kể là có người nối dòng, 10 đứa con gái kể thành số 0. Vì thế cho nên người Trung Quốc thấy mang thai là con gái thì giết đi. Một cái điều rất là tai hại. Nếu mang thai con trai thì để lại, và 20 năm sau mất đi sự quân bình giữa nam và nữ, cho nên nhiều người Trung Quốc không thể, nhiều thanh niên Trung Quốc không thể lấy vợ được. Và có nhiều người đến 40 tuổi, 50 tuổi rồi thì sang Việt Nam kiếm đại một cô vợ, không cần biết có hạnh phúc hay không, và người vợ ấy cũng nhắm mắt lên đường đi theo người ta mà không nghĩ đến tương lai. Đó là hệ lụy tiêu cực của chính sách một con của nhà nước Trung Quốc. Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu cảm thấy những cặp vợ chồng người ta ngại sinh con hoặc là chỉ sinh một con. Cho nên nhìn về tương lai, một thế giới đang dần dần già cỗi đi. Giáo hội mời gọi chúng ta sinh con không phải là giới hạn về con số, nhưng mà có trách nhiệm. Bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe nói đến trách nhiệm của người cha người mẹ, và người cha người mẹ ấy là Thánh Giuse, là Đức Trinh Nữ Maria. Đức Giêsu khi lên 12 tuổi đã đi lễ ở đền thờ Jerusalem. Người đã ở lại trong đền thờ để nói chuyện, tranh luận với các bậc hiền sĩ. Và Maria Giuse là người cha người mẹ đã lạc mất con 3 ngày. Người cha người mẹ ấy tất tà đôn đáo ngược xuôi để tìm cho được con mình. Vẫn câu chuyện Đức Giêsu ở lại trong đền thờ phần nào nói lên trách nhiệm của Đức Giêsu đối với Chúa Cha, bởi vì lời câu trả lời của Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ: tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con ư? Đó là trách nhiệm của người con đối với cha, của Đức Giêsu đối với Chúa Cha. Và câu chuyện ấy cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của người cha người mẹ đối với con cái. Người cha người mẹ sinh con phải có trách nhiệm. Thế nào là sinh con có trách nhiệm? Sinh con có trách nhiệm là nuôi dưỡng đời sống vật chất và tinh thần, lo cho con cái học văn hóa và học giáo lý đức tin. Người cha người mẹ có trách nhiệm còn là người quan tâm dành cho con cái một sự ưu ái và thường xuyên hiện diện nhắc nhở. Ngày nay người ta nói đến những người cha người mẹ
về khả năng kỹ thuật, nghệ thuật nuôi con. Người ta nói cha mẹ phải giống như một người bạn để tâm sự với con mình và nghe con mình tâm sự. Bởi vì góc độ làm cha làm mẹ suy nghĩ hoàn toàn khác biệt với góc độ của người làm con. Chính vì vậy mà quý ông bà và anh chị em đều hiểu điều này. Quý ông bà và anh chị em đều hiểu điều này, đó là ngày hôm nay sinh con ra khó khăn về đời sống kinh tế, nhưng mà vô cùng khó khăn trong việc dạy con. Ngày xưa các cụ sinh ra 7, 8, 9 đứa con mà giáo dục dễ nhưng mà khó khăn về kinh tế. Ngày hôm nay đời sống kinh tế được cải thiện nhưng mà việc dạy con vô cùng khó khăn. Cho nên có những đứa con đã trở thành con hư, có những đứa con bỏ nhà ra đi, có những đứa con bị tiêm nhiễm bởi lối sống hiện đại, khoa học, kỹ thuật, điện thoại, internet và mọi trò chơi điện tử, hoặc là nghiện ma túy. Cho nên đó là mối lo quan tâm đặc biệt của xã hội và của những người cha, người mẹ. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho các gia đình được bình an. Không phải chỉ là 19 gia đình dâng lễ tạ ơn, nhưng cầu nguyện cho tất cả mọi gia đình của chúng ta. Chúng ta ý thức mình là người đi lập gia đình. Những người lập gia đình là những người đầu tư vốn liếng của mình để trồng nên ba cây này. Chúng ta cùng suy nghĩ trước mặt Chúa. Cây thứ nhất là trồng để sinh con cái. Chúng ta hãy nghĩ đến những đứa con Chúa ban cho chúng ta hiện nay nó như thế nào, nó trong tình trạng nào, nó là những người tốt hay là những người chưa tốt, nó hiếu thảo với cha mẹ hay là nó không hiếu thảo với cha mẹ. Cây thứ hai là cây sự nghiệp. Tâm đầu ý hợp giữa người cha, người vợ, người cha, người mẹ, người vợ, người chồng để làm nên sự nghiệp, xây dựng gia đình và hướng tới tương lai. Một tác giả người Pháp đã khẳng định khi nói đến tình yêu gia đình: hôn nhân là hai người không phải là nhìn nhau, nhưng hai người cùng nhau nhìn về một hướng. Hôn nhân không phải là hai người nhìn nhau, mà là hai người cùng nhau nhìn về một hướng. Bởi vì nếu chỉ nhìn nhau thì chỉ một thời gian rất ngắn là chán. Nhưng mà cùng nhau nhìn về một hướng thì luôn luôn được gợi hứng và cùng nhau thao thức khao khát để đạt được cái lý tưởng mà mình đã đề ra. Cái cây thứ ba chúng ta cũng phải để ý, đó là cây phúc đức. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Các cụ Việt Nam chúng ta cũng dạy: sống mà có đức thì mặc sức mà ăn. Ai sống có đức thì sẽ dồi dào phong phú về mọi sự. Như thế một khi chúng ta chú ý đến cây con cái, cây sự nghiệp, cây phúc đức, thì chúng ta sẽ tìm thấy bình an ngay trong đời sống của mình. Và chúng ta sẽ góp phần để xây dựng hòa bình nơi cộng đoàn, nơi xứ sở và nơi xã hội của chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho các gia đình. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng quan phòng đầy tình yêu thương. Ngài không ngừng ban phát muôn ơn lành cho con người. Trong ngày đầu xuân mới này, với tâm tình tạ ơn và tín thác, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết. Hội Thánh là đại gia đình của những người tin Chúa. Chúng ta hiệp thông lời xin cho các đấng bậc trong Hội Thánh và mọi thành phần dân Chúa luôn hiệp nhất, yêu thương nhau và luôn thao thức cho gia đình Hội Thánh và ngày càng thánh thiện và thêm đông số. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con về cầu cùng Chúa. Đức Kitô đã yêu Hội Thánh và hiến mình cho Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong giáo hội luôn sống xứng đáng với ơn gọi của mình, hầu làm cho giáo hội trở lên hiền thê xinh đẹp, tinh tuyền của Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện.
trong thế giới tục hóa hôm nay, các định chế hôn nhân, gia đình đang bị băng hoại cách nghiêm trọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình và những ai đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân biết loại bỏ những tệ đoan của chủ trương duy thế tục, biết trân trọng và vun đắp cho những giá trị của hôn nhân, góp phần thăng tiến con người và xã hội. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con nghe Chúa. Trong ngày hồng ân tạ ơn, mừng lễ của 19 đôi kỷ niệm ngày cưới hôm nay là được kết dệt từ những hy sinh gian khó của các gia đình trong suốt những tháng năm qua. Xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân đón nhận và chúc lành cùng ban bình an hạnh phúc để các ông bà và các anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau và bên đoàn con cháu. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, qua Chúa Giêsu Kitô, Cha hằng tuôn đổ muôn ơn lành trên chúng con. Xin thương nhận tâm tình tạ ơn chúng con dâng lên Cha trong ngày đầu năm mới này. Xin giúp chúng con luôn sống xứng đáng với ân huệ Cha ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã cho máu và nước từ cạnh sườn người chảy ra để nói lên mầu nhiệm nhân loại được tái sinh. Xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ ơn Chúa nhân ngày kỷ niệm hôn phối của các gia đình và ban cho họ muôn phúc lộc trong cuộc sống gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ân cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa. Mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi. Và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thành hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giô-xe, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, cả Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
gắn bó khi chúng có nhau trọn đời. Nhờ mẹ chiên lời ân nguyện cùng Chúa ban ơn, giúp cho cuộc đời thầm thắm như ly rượu đầy. Cho con đường đến thăm ơn,
Của Chúa đây là các gia đình tạ ơn kỷ niệm thành hôn vừa được mình và máu thánh Đức Kitô bổ dưỡng. Xin cho họ biết mở rộng tâm hồn, sống vui vẻ yêu thương để xây dựng một gia đình hòa thuận đạo đức, luôn sẵn sàng lấy tình bác ái mà nâng đỡ mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Con trân trọng kính mời Đức Tổng, quý cha cùng với cộng đoàn an tọa.
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục, kính thưa quý cha, kính thưa quý thầy, quý thầy, quý sơ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm, chúng con lại được đón Đức Tổng về đây cùng với quý cha hiệp dâng thánh lễ cầu bình an cho năm mới, tạ ơn cho các gia đình và cầu cho các gia đình trong năm mới này. Đây là một cái niềm vui rất lớn đối với giáo xứ chúng con và cách riêng với 19 gia đình hôm nay dâng lời tạ ơn Chúa. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, con xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho các gia đình cũng như đại diện cho giáo xứ có đôi lời dâng lên Đức Tổng với quý cha và cộng đoàn. Trọng kính Đức Tổng Giuse, được phép của cha xứ, con xin thay lời cho cộng đoàn giáo xứ Hoàng Nguyên chúc mừng Đức Tổng đã hoàn thành trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội sau 2 năm 2 tháng xây dựng, tổ chức thành công hội nghị công nghị Tổng giáo phận Hà Nội, khởi công xây dựng đại chủng viện với phân khoa triết học và lớp tu đức tại Hoàng Nguyên. Cách riêng trong tháng 1 năm 2023, Đức Tổng có 2 ngày kỷ niệm quan trọng. Một là ngày 24 tháng 1, ngày tròn 35 năm Đức Tổng chịu chức linh mục. Hai, ngày 2 tháng 1, ngày tròn 20 năm lễ nhận thụ phong giám mục. Chúng con xin chúc mừng Đức Tổng bằng một tràng pháo tay. Chúng con xin hợp ý với Đức Tổng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho Đức Tổng. Trong tâm tình của ngày đầu xuân, chúng con kính chúc Đức Tổng giám mục, quý cha, quý sơ, quý thầy, quý hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa một năm mới mạnh khỏe, bình an và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân. Trọng kính Đức Tổng, kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ và giáo xứ toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã tạo dựng lên con người giống hình ảnh Chúa. Chính Chúa đã đưa Eva đến với Adam để làm nên gia đình đầu tiên. Đến thời đến buổi, Thiên Chúa lại trao ban cho nhân loại một mẫu gương cho các gia đình là gia đình thánh gia với Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, để các gia đình noi theo bắt chước. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày hồng phúc, Thiên Chúa trao ban cho 19 gia đình chúng con được Đức Tổng chủ sự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân cày kỷ niệm thành hôn. Trong tâm tình biết ơn, trước hết chúng con xin dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa vì trong mấy chục năm qua, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Ngài cũng luôn che chở, gìn giữ và tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho chúng con để chúng con được như ngày hôm nay. Chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng giám mục. Dù bận rộn với biết bao công việc của giáo phận, nhưng Đức Tổng vẫn ưu ái dành cho chúng con những tình cảm đặc biệt là dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và chúc phúc cho các gia đình chúng con nhân ngày kỷ niệm hôn phối. Đây là một đặc ân mà ít nơi được thụ hưởng. Xin Chúa trả công bồi hậu cho Đức Tổng, ban cho Đức Tổng nhiều ơn khôn ngoan, tinh thần vững mạnh để Đức Tổng chèo lái con thuyền của Tổng giáo phận Hà Nội ngày một phát triển. Chúng con xin dâng lời cảm tạ cha xứ Phaolô, cha phó Phêrô. Mặc dù công việc của những ngày Tết bận rộn, nhưng hai cha đã lo liệu, sắp xếp cho các gia đình chúng con về mọi mặt để chúng con có được thánh lễ trọng ngày hôm nay. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha đồng tế đã bớt chút thời gian và ngọc về đây cùng với Đức Tổng Giuse hiệp dâng thánh lễ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các gia đình chúng con. Xin Chúa trả công bồi hậu cho quý cha, ban cho quý cha ơn khôn ngoan để các cha làm tròn bổn phận mà bề trên giao phó. Chúng con xin cảm ơn quý sơ dòng mến Đức Mẹ Hiền Nhất đã giúp đỡ chúng con trong việc trang trí thánh đường, sắp xếp của lễ để chúng con dâng trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý hội đồng mục vụ giáo xứ Hoàng Nguyên cùng đã cùng với cha xứ, cha phó lo liệu mọi công việc để thánh lễ long trọng và sốt sáng. Xin Chúa gìn giữ che chở, ban phúc lành cho quý vị cùng gia đình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hội Kèn Đồng,
hội chống, ban ca đoàn nhà xứ Hoàng Nguyên và tất cả những ai đã hết lòng phục vụ để thánh lễ được long trọng và sốt sáng. Xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn dân Chúa có mặt nơi đây để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và chung chia niềm vui với các gia đình chúng tôi hôm nay. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ trả công bồi hậu, ban phúc lành cho mọi người. Trọng kính Đức Tổng Giám mục, kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn. Gia đình là tế bào của giáo hội và xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người trưởng thành. Một gia đình tốt sẽ góp phần xây dựng giáo hội và xã hội tốt. Từ thâm tâm, chúng con luôn muốn xây dựng gia đình mình tốt. Vì thế, chúng con xin Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho gia đình chúng con, để chúng con nhờ ơn Chúa giúp chúng con được giữ lòng chung thủy, biết tôn trọng và yêu thương nhau như Chúa dạy. Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến các gia đình chúng con, xin biến nó thành nơi sản sinh những con người tốt. Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, giáo hội thánh thiện hơn, nhờ có những người con khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa. Trong lúc tổ chức có gì sơ suất, chúng con kính mong Đức Tổng, quý cha và toàn thể cộng đoàn hết sức thông cảm. Chúng con xin hết lòng cảm tạ. Trong tâm tình đó, chúng con xin gửi trọn tình chúc mừng, cảm ơn vào bó hoa tươi thắm kính dâng lên Đức Tổng, mong Ngài đón nhận. Tôi cảm ơn vì đại diện cho các cặp gia đình tạ ơn hôm nay. Hôm nay đáng lẽ ra các bà đấy phải mặc áo cô dâu, rồi choàng cái khăn voan cho nó đẹp. Cuộc sống của chúng ta có nhiều gian nan, đời sống gia đình cũng chịu đựng nhiều, rồi cũng vất vả. Chúng ta phải có những cái ngày lễ tạ ơn để nói lên giá trị của gia đình và sự bền vững của gia đình. Tôi cảm ơn những lời chúc mừng của ông đại diện chúc mừng nhân ngày những ngày kỷ niệm của tôi vừa qua. Tôi xin các cha cũng như công các bà cầu nguyện cho tôi được ơn Chúa, được khôn ngoan và nhất là được ơn Chúa Thánh Thần để phục vụ giáo hội một cách có hiệu quả hơn. Tôi cũng hợp lời tạ ơn với các gia đình tạ ơn hôm nay và cầu nguyện cho các gia đình được bình an. Có một ông cụ kia khi mà kỷ niệm 60 năm thành hôn thì người ta hỏi ông cụ thế này là: cụ cho chúng tôi biết đâu là bí quyết mà cụ giữ hạnh phúc gia đình 60 năm. Hàng xóm láng giềng không nghe thấy bao giờ cụ to tiếng. Ông cụ bảo là dễ thôi. Khi mà chúng tôi lấy nhau á, thì chúng tôi có đưa ra một cái cam kết như thế này là trong gia đình có những việc gì quan trọng thì tôi là người chồng tôi quyết định. Còn những việc gì không quan trọng, bà là vợ và quyết định. 60 năm qua không có việc gì là quan trọng cả. Cho nên toàn những việc không quan trọng, bà nhà tôi quyết định hết. Không, các bà thấy không? Cho nên là các ông, các bà, các cụ ấy, cụ ông cũng nên noi gương để mà thực sự ra câu chuyện vui, nhưng mà muốn nói lên cái sự khiêm nhường, nhường nhịn. Nói lên sự nhường nhịn. Bởi vì trong đời sống gia đình, như công các bà biết, nếu mà ai cũng cứ khư khư giữ ý kiến của mình, áp đặt người khác thì khó có hạnh phúc. Câu chuyện ấy muốn nói với chúng ta một điều, đó là một khi mà các thành viên trong gia đình mà biết nhường nhịn nhau thì gia đình sẽ êm ấm. Hôm nay trước lễ tôi về, tôi đến thăm công trình. Thưa công các bà, trước lễ tôi đến thăm công trình, tôi được cha xứ cho biết là đã đóng trong 178 cái cọc ngầm ở dưới đất, tiến độ rất là tốt. Mà cha xứ hỏi tôi thế này, cha xứ bảo là sang tuần Đức Tổng có nhà không để con ra xin tiền. Tôi ngỡ ngàng, tôi bảo ô hay, xong hết rồi mà sao còn xin tiền. Tại vì lần trước ngày 26 tháng 12 tôi về đây dâng lễ, tôi xin 4 xứ 4 tầng, thấy họ vỗ tay mạnh lắm, tôi tưởng xong rồi. Cha xứ bảo chưa thấy gì à, có thể là Tết xong họ mới cho tiền. Thì tôi rất là mừng
khi mà chính quyền các cấp cũng cấp giấy phép, rồi cha xứ rất là nhiệt tình. Và thực ra thì cũng có lác đác một số quý ông bà cũng đã cho tiền rồi. Đấy. Nhưng mà chắc là còn phải cần nhiều nữa. Thì cha xứ có nói với tôi là chắc là sau Tết thì không có bà ấy cho thêm tiền. Thì tôi về đây hôm nay là tôi xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, cảm ơn các ông bà, những ai đã cho tiền và sẽ cho tiền để xây Đại Chủng Viện. Và tôi nhắc lại là kỳ này tôi đi dâng lễ ở bốn xứ để tôi nói lại cái điều tôi nói tháng trước ấy. Tôi biết là cha Bái Đô đã đưa chọn cái video ấy về mở ở nhà thờ Bái Đô cho mọi người nghe rồi. Cho nên là tôi kỳ này tôi sẽ đi cả Cổ Liêu nữa, cả đi Bái Xuyên nữa, rồi đi cả Thủy Chú nữa để vận động xây Đại Chủng Viện của tòa của Tổng Giáo phận chúng ta. Tôi nghĩ công trình này mà hoàn thành thì là một cái niềm vui vô cùng lớn lao, vì chúng ta trở lại với lịch sử, khôi phục lại lịch sử vì tương lai của giáo phận, và đồng thời muốn trả lại tên vinh quang cho Hoàng Nguyên. Công các bà, tôi tin chắc là các công bà cũng đồng ý với tôi như vậy. Có đúng không? Tôi vui mừng về đây dâng lễ đầu năm. Một lần nữa tôi xin kính chúc các cha, các thầy, các sơ, kính chúc Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em một mùa xuân an bình, thánh thiện và luôn luôn thành đạt trong cuộc sống, trong gia đình và trong sự nghiệp. Tôi xin chúc tất cả mọi người sức khỏe và niềm vui trong ơn Chúa. Xin cảm ơn. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Gia đình tiếp theo Phạm Hữu Quang và Maria Trần Thị Tiến chuẩn bị. Xin gia đình tiếp theo. Xin nhanh chân ạ. Xin ra mời gia đình ông Giuse Phạm Hữu Quang và Maria Trần Thị Tiến bước lên ạ. Ngày xưa khi hoa nở miền cao
Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Trăm năm mãi có ta có mình, giặt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngập ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời.